Xin chào các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình vừa về một mẫu công shop mà shop xích đầu xoay. Công shop xích đầu xoay. Đánh rất là đã nha các bạn. Đó, xích đầu xoay thế này. Thì ở trên thị trường á thì hiện tại giờ có hai mẫu công shop xích đầu xoay. Thì cái mẫu này là bằng nhựa nè, nhựa. Đó, cái đầu xoay này bằng nhựa nè. Đó, mình lưu ý với các bạn luôn, đây chiếu gần luôn, nó bằng nhựa nha, rất là dễ bị bể, bể cái đầu nhựa này các bạn ha, rất là dễ bị bể cái đầu nhựa đây. Bây giờ các bạn coi, các bạn rõ luôn cho các bạn thấy đây là bằng nhựa nha, mình không có bán, mình không có bán cái mẫu đầu bằng nhựa này, cũng xốp đầu nhựa đó. Rồi cái đó là mình chỉ nói là mình không bán thôi, tại nó rất là dễ bể cái đầu này, đánh thời gian rớt nữa bể cái đầu nhựa này ra ha. Thì nó hơi cái côn, mình xin giới thiệu các bạn, đây là cái mẫu côn của mình đó, nhìn đã không các bạn, đầu này bằng thép nha các bạn, bằng kim loại, do đó độ bền nó cao đó. Độ bền rất là cao, có tán UV luôn ha, tán UV chết nè, rất là bền nè, trên thân côn nè tán UV đó, quay cho các bạn coi đó. Mình chỉ có bán mẫu mà cái đầu bằng đầu xoay thì bằng kim loại thôi nha. Bạn nào mua thì liên hệ với mình, đây là trang web của mình, trang canshop.vn, số điện thoại thì mình có ghi trong clip luôn đây. Thì bạn nào có nhu cầu mà mua đó, cần cắt dây, thu dây lại đó, cứ nói mình thu dây lại cho các bạn ha, dây này hơi dài rồi, có thu dây thì cứ liên hệ shop mua thì shop thu dây cho các bạn luôn nè. Có rất là nhiều màu các bạn, đây có nhiều màu lắm đó. Đầu xoay bằng kim loại nha, đây mình không có bán cái loại đầu xoay bằng nhựa, đây nhiều màu, nhiều mẫu, nhiều màu. Cuối video này mình sẽ đưa hình lên cho các bạn chọn cho nó dễ đánh, rất là xuống nha các bạn. Giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem ha các bạn.